Trong không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021 và 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, ngày 15 tháng 5 năm 2021. Chúng em là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Phước Thiền tham gia cuộc thi Thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Di tích lịch sử đền Phước Thiền hay còn gọi là đền Ông Cọp tọa lạc trên một khu đất bằng phẳng sát hương lộ 769, nay thuộc ấp Chầu, xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đình được khởi dựng cùng với thời gian thành lập làng Phước Thiền vào khoảng cuối thế kỷ 18, đầu 19. Ban đầu, đình có quy mô nhỏ, kiến trúc đơn giản, vật liệu cột tre, vách đất, mái lá. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, trong đó lần trùng tu lớn nhất vào khoảng giữa thế kỷ 19 đã mang lại cho ngôi đình diện mạo như ngày nay. Việc thờ phụng thần Thành Hoàng tại đình khẳng định chủ quyền, sự trường tồn của làng xã, thôn ấp. Những nghi thức lễ thành là kết quả sáng tạo của cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình khai phá, mở mang bờ cõi. Đặc biệt, đình còn lưu giữ những yếu tố văn hóa có giá trị lịch sử. Sự giao hòa văn hóa tín ngưỡng dân gian giữa ba miền Bắc, Trung, Nam trong thiết kế bài trí ở chánh điện đình Phước Thiền đã tạo nên sự phong phú, đa dạng, là đề tài nghiên cứu cho các nhà văn hóa dân gian ở địa phương. Đồng thời khẳng định những chủ nhân xây dựng lên ngôi đình có nguồn gốc từ miền Trung di dân vào Phước Thiền sinh sống, lập nghiệp. Một giá trị văn hóa đặc sắc nữa ở kiến trúc nghệ thuật là hệ thống các mảng chạm khắc tinh xảo, trang trí hoa văn phong phú, kết cấu bộ khung vì kèo gỗ đảm bảo sự chắc chắn, kỹ thuật lắp ráp, ghép mộng chốt đạt đến trình độ cao. Ngoài ra, phong cách viết chữ trên các hoành phi, liễn, đối tại đình Phước Thiền rất đặc biệt. Ngày nay, xã Phước Thiền đang từng ngày đổi mới, nhưng đình làng vẫn là nơi sinh hoạt của văn hóa cộng đồng dân cư xã Phước Thiền và các địa phương lân cận, giữ trong mình những nét cổ xưa, làm phong phú thêm văn hóa đình làng Nam Bộ trong quá trình đô thị hóa. Ngày 30 tháng 12 năm 2009, đình Phước Thiền đã đón nhận quyết định và bằng xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trong khuôn viên của đình còn có đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã. Đây chính là một trong những địa điểm sinh hoạt lịch sử, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân xã Phước Thiền nói riêng và huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai nói chung. Thank you.